Ok, xin chào bạn, chào mừng bạn đã quay trở lại với Điện Thoại Vui TV. Và như các bạn đã thấy, khi mà mình đăng lên tab cộng đồng thì iOS 14 chưa ra mắt được bao lâu, và mình cũng chưa kịp so sánh hay là mình chưa kịp làm hết những cái tính năng ở trên iOS 14 thì đã có cái phiên bản iOS 14.2 beta 1. Chính vì vậy mình vẫn ưu tiên những cái gì đó mới nhất lên, và sau này thì mình sẽ quay trở lại và chúng ta trải nghiệm kỹ hơn về iOS 14 sau nhé. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu. Rồi, và đầu tiên thì ở trên cái phiên bản cập nhật này, khi mà các bạn cập nhật lên từ những cái phiên bản chính thức á, thì nó khá là nặng, nó tới tận là 4GB lận. Tại vì đương nhiên rồi, khi mà các bạn cập nhật từ cái phiên bản này chính thức này qua cái beta kia á, thì cái dung lượng của nó sẽ tăng lên. Tại vì bắt buộc phải tập cập nhật toàn bộ tất cả những cái thứ đã có ở trong cái firmware đó, cho nên nó sẽ nặng hơn khá là nhiều. Rồi, và mình cũng đã cập nhật lên xong rồi ở trên cái chiếc iPhone 7 Plus của mình. Thì ở đây khi mà các bạn cập nhật lên cái phiên bản iOS 14.2 beta thì sẽ chỉ có thay đổi về mặt âm thanh. Thì ở đây mình có thêm một cái dấu tích về Shazam. Thì cái Shazam này các bạn có thể cài đặt được ở trong Control Center, ở trong phần cài đặt á. Thì cái Shazam này nó có thể hoạt động dựa trên hệ thống. Ví dụ như mình cảm thấy nó rất là tiện nha, khi mà các bạn chơi TikTok chẳng hạn, mà các bạn cần biết cái bài nhạc đó là gì, thì các bạn sẽ chỉ cần vuốt lên và chúng ta bật Shazam thì sẽ đoán được cái bài nhạc đó dành cho các bạn, và chúng ta sẽ nghe được cái bài nhạc đó khá là tiện lợi. Và ở đây thì cài đặt thì cũng khá là dễ dàng, khi mà các bạn sẽ chỉ truy cập vào phần trung tâm điều khiển và sau đó tìm xuống bên dưới sẽ có phần nhận diện nhạc và chúng ta on nó lên thôi, rất là đơn giản. Và cái cập nhật thứ hai sẽ đến từ phần Apple Music. Thì Apple Music sẽ có một cái giao diện mới khi mà các bạn sử dụng thông qua cái Control Center đó. Các bạn tích lên thì các bạn sẽ biết là chúng ta đang nghe bài gì nè, rồi là các bạn có kết nối với tai nghe hay không, hay là cái bài kế tiếp là bài như thế nào, thì nó sẽ hiển thị lên ở trong này, thay đổi một tí về phần giao diện thôi. Ok, và tiếp tục thì sau khi chúng ta đã đi qua những cái phần về những cái điểm mới rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đi đến với điểm hiệu năng. Thì hiệu năng ở trên cái phiên bản iOS 14.2 beta 1 thì nó sẽ sụt giảm và nó thấp hơn cái phiên bản iOS 14 beta chính thức. Tuy nhiên có một điểm mà Apple cần phải ra gấp cái phiên bản này, đó chính là trên iOS 14 và trên iPhone 11 cập nhật lên thì sẽ bị lỗi, và thậm chí là một số máy sử dụng màn hình OLED, ví dụ như iPhone X hay là iPhone XS, thì sẽ bị sọc ở chính giữa. Cho nên mình nghĩ đây là một cái phương án Apple họ ra mắt để có thể fix được những cái lỗi này, cho nên họ không bỏ quá nhiều vào những cái tính năng vào cái phiên bản iOS 12, iOS 14.2 beta này nào nữa. Rồi, và tiếp tục thì chúng ta sẽ cùng đi đến về phần pin. Thì thật ra thì mình cũng mới cập nhật vào lúc sáng nay thôi, và mình sử dụng thì thấy máy đỡ nóng hơn, cũng như là những cái ứng dụng khi mà mình truy cập vào á, và mình vuốt những cái tin nhắn như thế này nè, nó sẽ không có bị delay như cái phiên bản iOS 14 nữa. Và đây là một điểm mà mình khá là đáng khen với phiên bản iOS 14.2 beta 1 như thế này. Và ok, các bạn cảm thấy sao về cái phiên bản lần này, và các bạn có cập nhật lên đây hay không, thì hãy comment với mình ở phía bên dưới nhé. Và cũng đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh Điện Thoại Vui TV để ủng hộ mình nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.